Hân Hỷ đón chào quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, bao lì xì đỏ thắm đã trở thành biểu tượng quen thuộc của ngày Tết Nguyên đán ở nhiều quốc gia phương Đông, trong đó có Việt Nam. Đây cũng là một nét đẹp văn hóa được lưu giữ từ thời xa xưa cho đến tận ngày nay. Mỗi bao lì xì trao tay là một lời chúc tốt đẹp mà mọi người trao gửi cho nhau. Chúc nhau năm mới an lành, hạnh phúc, vạn sự hanh thông, thuận lợi làm gì cũng may mắn. Tuy nhiên, bạn có biết rằng việc lì xì ngày Tết cũng cần phải tuân theo những nguyên tắc nhất định. Nếu như vô tình phạm phải sai lầm đại kỵ dẫn đến tai bay vạ gió, tiền bạc lần lượt đội nón ra đi. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay để tránh không phạm phải nhé! Tuyệt đối cấm lì xì ngày Tết nếu chưa biết điều này kẻo mất tài lộc, tiền bạc đội nón ra đi. Trước tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về nguồn gốc của phong tục lì xì ngày Tết. Nguồn gốc của phong tục này được thêu dệt từ khá nhiều câu chuyện, trong số đó là câu chuyện kể rằng, từ thời xa xưa ở Đông Hải có nhiều yêu quái, thường xuyên hoành hành, trong ngày thường chúng luôn bị các thần tiên ở hạ giới canh giữ. Tuy nhiên hàng năm các vị thần này đều phải về trời vào thời điểm giao thừa, lúc này bọn yêu quái lộng hành quấy rối trẻ em đang ngủ, khiến những đứa trẻ hay giật mình khóc thét giữa đêm nên bố mẹ thường không ngủ để canh con. Một lần có 8 vị tiên đi qua, thấy nhà kia bị như vậy liền hóa thành những đồng tiền nằm bên chỗ mấy đứa trẻ. Cha mẹ chúng đem gói những đồng tiền này vào những tấm vải đỏ để xua đuổi yêu quái. Cái phép lạ này nhanh chóng lan truyền ra khắp nơi, nên mỗi khi Tết đến người ta lại bỏ tiền vào những túi màu đỏ tặng cho trẻ em để chúng trông lớn và khỏe mạnh. Từ đó phong tục trở thành việc không thể thiếu vào mỗi dịp Tết của người Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về ý nghĩa của việc lì xì ngày Tết là gì. Hàng năm việc chuẩn bị đón Tết thì người người nhà nhà đều để dành ra một khoản tiền để đi mừng tuổi, nhất là trong 3 ngày mùng 1, mùng 2 và mùng 3. Không chỉ có trẻ em mới được từ người lớn lì xì mà con cháu cũng có thể mừng tuổi ông bà, cha mẹ của mình với ý nghĩa cầu mong sức khỏe và chúc ông bà, cha mẹ sống lâu trăm tuổi. Tiếp đó, ông bà cha mẹ mừng tuổi lại cho con cháu, mong con cháu ngoan ngoãn, học hành giỏi giang và gặp nhiều may mắn. Phong bao là tượng trưng cho sự kín đáo, tránh dẫn đến những xích mích không đáng có. Màu đỏ của phong bao lì xì ngày Tết tượng trưng cho màu như ý, may mắn, thịnh vượng cả năm. Người nhận được lì xì luôn tin rằng những phong bao lì xì này sẽ mang lại hạnh phúc và tài lộc trong một năm sắp tới. Vậy đâu là những điều đại kỵ cần tránh khi nhận hoặc tặng lì xì ngày Tết? Một, thứ nhất, không nên dùng bao lì xì khác màu đỏ và vàng. Từ ngày xưa đã quan niệm bao lì xì phải là bao đỏ để ứng với sự tích bao lì xì. Bên cạnh đó, bao lì xì màu đỏ còn là biểu tượng của sự may mắn, tài lộc. Nhưng hiện nay, quan niệm này dần không còn nữa bởi bao lì xì đã xuất hiện thêm nhiều mẫu mã và đẹp mắt hơn, đồng thời phù hợp với thị trường của người hiện đại. Hai, thứ hai, tránh số 4. Khi mừng tuổi người khác, tiền lì xì cần tránh con số 4, như là 40.000, 400.000, bởi theo dân gian số 4 đọc là tứ, gần giống với từ thể hiện sự không may nên người ta rất kỹ con số này. Con số thích hợp để lì xì là con số 8. Con số này mang ý nghĩa phát tài, phát lộc, ngoài ra còn có nhiều con số ý nghĩa khác như những hãy nhớ là tránh con số 4. 3. Điều thứ 3, không dùng tiền. Không dùng tiền cũ để lì xì ngày Tết. Khi lì xì, bạn nên chọn những tờ tiền mới bởi năm mới mọi người đều muốn mong muốn những gì mới mẻ và không thích những thứ đã cũ. Bên cạnh đó, tiền cũ khi đặt trong bao lì xì sẽ mang lại âm khí xấu. Chính vì thế mà vào dịp Tết mỗi năm, mọi người thường có thói quen đi đổi tiền mới là vì lý do này. 4. Điều thứ 4, không nên lì xì tiền lẻ. Số tiền chẵn trong bao lì xì với hàm ý một năm đầy đủ, trọn vẹn. Tương tự khi bạn đi đám cưới hay tiệc cũng nên sử dụng số tiền chẵn. Thậm chí người ta còn chuẩn bị số tiền ứng với ý nghĩa phát tài, phát lộc như 168.000, 188.000. 5. Thứ 5, không nhận phong bao lì xì bằng một tay và không vòi thêm tiền lì xì. Khi nhận lì xì, dù là người lớn hay người nhỏ đều nên nhận bằng hai tay. Điều này để bày tỏ sự tôn trọng với người tặng. Mặt khác, những đứa trẻ thường hay vòi tiền lì xì từ ông bà, cha mẹ. Điều này cũng thể hiện sự bất kính và làm mất đi ý nghĩa truyền thống của phong bao lì xì ngày Tết. 6. Thứ 6, không mở phong bao lì xì trước mặt người tặng.
Việc mở bao lì xì là việc rất riêng tư, khi mở trước mặt người tặng được xem là hành động bất lịch sự, thậm chí người khác nhìn vào sẽ nghĩ chúng ta xem nặng đồng tiền hơn là tấm lòng của người tặng. Lì xì ngày Tết là một phong tục truyền thống và tốt đẹp của dân tộc Việt, nó chứa đựng hàm ý mong muốn nhận được sự may mắn, tài lộc đầu năm. Vì thế để có một năm suôn sẻ, ông cha ta vẫn luôn dặn dò con cháu nên tránh những điều đại kỵ này. Vậy chúng ta nên lì xì bao nhiêu tiền là phù hợp và đem lại may mắn cho năm mới? Với ông bà, cha mẹ, người lớn tuổi hơn, số lượng từ 200 đến 500 ngàn đồng hoặc là nhiều hơn. Số tiền này có thể phụ thuộc vào điều kiện của bạn, nhưng hãy cố gắng tăng lên theo từng năm để mừng thọ cho người lớn tuổi với hàm ý chúc họ sống lâu, sống khỏe. Đối với con cái, số lượng 200 ngàn đồng hoặc hơn, số tiền bạn mừng tuổi cho con sẽ phụ thuộc vào độ tuổi và khả năng quản lý tiền bạc của con. Cũng nên lưu ý là hãy tặng cho con số tiền để tạo lập thái độ ứng xử với tiền bạc từ sớm. Nếu con vẫn còn bé, mẫu giáo hoặc bé hơn, số tiền nhỏ với ý nghĩa tượng trưng là đủ, dù bao nhiêu thì bé cũng vẫn vui vẻ và đút lợn với trẻ lớn hơn. Hãy khuyên nhủ để trẻ dùng tiền một cách hợp lý, tiêu vào mục đích xứng đáng, rồi tiết kiệm số còn lại. Đối với họ hàng, các cháu, số lượng 80.000 đồng đến 200.000 đồng. Bạn có thể gặp các cháu hoặc anh em họ một lần, một năm, nhưng cũng có thể là hàng tuần. Do vậy, số tiền lì xì cũng phụ thuộc vào độ thân thiết và gần gũi. Quý vị thân mến, ngày Tết Nguyên đán là dịp lễ quan trọng nhất của đất nước Việt Nam ta. Vào những ngày này, các thành viên trong gia đình dù có đi đâu xa cũng đều trở về sum họp bên nhau, cùng nhau thực hiện những phong tục truyền thống có ý nghĩa sâu sắc nhằm cầu mong một năm mới an khang, thịnh vượng. Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu xem có những phong tục nào trong phần tiếp theo của chương trình nhé! Thứ nhất là gói bánh chưng. Bánh chưng là món ăn truyền thống từ thời vua Hùng và không thể thiếu trong những ngày Tết của người Việt cho tới ngày nay. Các gia đình thường gói bánh chưng từ những ngày 27, 28, 29 Tết. Đây cũng là một món quà biếu ý nghĩa cho họ hàng và bạn bè trong dịp này. Thứ hai là chơi hoa dịp Tết. Hoa đào miền Bắc, hoa mai miền Nam và cây quất là một trong những cây tượng trưng cho sự may mắn, hạnh phúc, thịnh vượng cho gia đình. Hiện nay ở Việt Nam còn có thêm rất nhiều loài hoa đẹp khác được người dân ưa thích, mua về trang trí trong nhà để đón năm mới như hoa lan, hoa ly, hoa cúc, hoa thủy tiên. Thứ ba là đón giao thừa. Giao thừa là thời điểm chuyển giao giữa năm mới và năm cũ, là thời gian quan trọng khi đất trời hài hòa. Lễ cúng giao thừa còn được gọi là lễ trừ tịch, diễn ra vào phút cuối cùng của năm với ý nghĩa đem bỏ hết những điều xấu của năm cũ để đón những điều tốt đẹp năm mới. Lễ cúng giao thừa được thực hiện ở ngoài trời. Thứ tư là xông đất. Sau thời điểm giao thừa bước sang năm mới, ai là người đầu tiên bước vào nhà cùng với lời chúc mừng năm mới thì đó là người xông đất. Theo quan niệm của người Việt, người xông đất đầu năm rất quan trọng, vì vậy các gia đình thường chọn những người hợp tuổi, hiền lành, gia đình hạnh phúc, làm ăn phát đạt, tính tình vui vẻ để xông đất nhà mình. 6. Điều cấm kỵ khi lì xì ngày Tết, kẻo tài lộc thất thoát, tiền bạc đội nón ra đi. Thứ nhất là không nên dùng bao lì xì khắc màu đỏ hoặc màu vàng. Thứ hai, tránh số 4 khi đi mừng tuổi người khác. Thứ ba, không dùng tiền cũ để đi lì xì ngày Tết. Thứ tư, không nên lì xì bằng tiền lẻ. Thứ năm, không nhận bao lì xì bằng một tay và không gọi thêm tiền lì xì. Thứ sáu, không mở phong bao lì xì trước mặt người tặng. Xin chúc các bạn có một năm mới bình an và hạnh phúc, vạn sự như ý, phú quý, tài lộc, sống thuận, phong thủy, phúc lộc ngập tràn.